vật như vậy nó cũng có cái tánh linh, nó cảm nhận như cái đất trời như thế nào đó. Mình là loài người mà mình không có biết được những cái chuyện đó, mà nó đã biết trước đó quý vị, nó biết trước có một cái chuyện gì không ổn, không lành nó xảy ra đến với xung quanh. Cho nên mỗi lần mà có những cái trận động đất sóng thần thì thường là những cái loài cá rồi đó, nó chạy tán lạc hết, nó nhảy tung tăng hết mà ta không biết chuyện gì xảy ra. Thì vài hôm sau thì có những trận động đất hay những cái trận mà gọi là sóng thần xảy ra. Thì giả sử mà trước nhà mình có một cái loài chim nào thật là đẹp, nó bay đến thì mình cũng nghĩ đây là cái điềm lành, cái điềm mà rất là tốt cho gia đình mình. Thì cho nên đó là cái loài chim mà nó trở về trong cái vùng đất An Giang thì cũng là một cái điềm mà mình thấy nó cũng rất là tốt. Chắc có một cái chuyện gì vui sẽ xảy ra đến với đất nước mình hay là vùng đất An Giang mình. Cho nên vùng đất, vùng thánh địa của Phật giáo Hòa Hảo mình ở vùng Bảy Núi đó, thì sau này sẽ có nhiều cái chuyện rất là hay. Thì không biết là cái chuyện mà đòi chim nó bay về lần này á, thì nó có cái điều gì hay không thì mọi người cũng hơi thắc mắc. Thì theo mình nghĩ thì con chim thì mình nhìn á quý vị, nó rất là đẹp và nó không có hung dữ, nó nhìn cái mặt nó rất là hiền. Cho nên thì theo mình nghĩ là đây là mình cứ tự tin lên đi, mình cứ nghĩ là sẽ có cái niềm vui đến. Có thể là dịch bệnh nó sẽ trống đi qua, hoặc là nó không có lan tràn ở cái vùng đất mà vùng đất nước Việt mình nữa, hay là nó sẽ sắp là có một cái chuyện vui là dịch nó sắp sẽ đẩy lùi, hay là cái chuyện gì nhân dân mình sẽ có những cái niềm vui mới về tâm linh, hay là có những cái bậc thánh. Tu biết cách như đương, biết đắc đường đắc rành, đằng giữa xe non. Ai biết nghe thì sớm liệu toan, để đến việc như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chân mới kịp đạo màu. Sớm với chiều gắn chi nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương giữa cây. Chúng sanh thể như gà thất thế, phải nằm chờ tới nước Bắc ra. Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tội chúng sanh nó biết. Làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Tình cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dài dồ. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện Nghĩa xin đọc nhiều để tặng đến quý vị ha. Còn bây giờ Thiện Nghĩa sẽ xin giao lưu đến quý vị về câu trả lời của đồng đạo đang hỏi Thiện Nghĩa là hai con chim rất là đẹp, nó bay về vùng đất An Giang, nó đậu rất là dễ thương, màu sắc rất là đẹp. Như vậy nó có cái điểm gì có thể là tốt đẹp đến với đất nước mình hay không? Cho nên cũng nhiều câu hỏi và cũng có nhiều người điện đến Thiện Nghĩa, cho nên sẵn đây thì Thiện Nghĩa cũng xin giao lưu đến quý vị một chút nha. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hôm nay quý vị hỏi là con chim Hoàng Anh đó nó về thì vùng đất An Giang mình thì như thế nào. Thì theo Thiện Nghĩa cảm nhận thì
Đây là cái điềm lành quý vị, đây là cái điềm lành, điềm tốt. Cho nên đó là trong sấm giảng Đức Thầy cũng nói rất nhiều về cái chuyện chim đó quý vị. Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Rồng là phụng, phụng rồng rồi phụng nữa quý vị. Phụng là những con nó có thể là sau này nó lớn lắm, chứ không phải như con chim nhỏ thế này. Rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý, là sau này Đức Thầy muốn cho biết là cái vùng An Giang bảy núi mình là có rất nhiều điềm lành, có những Phật bậc thánh dương ra đời. Hoặc là một đoạn khác Đức Thầy cũng nói là có nghĩa là cái đoạn là có cái đoạn nói là những con chim phụng hoàng đó quý vị. Chừng trần gian kiến thấy phụng hoàng, xòe cánh múa chào mừng Phật Thánh. Hay đoạn này nhớ quên. Có nghĩa là Đức Thầy nói sau này á, là cái vùng bảy núi mình, An Giang mình á, là có nhiều cái vị Thánh Vương ra đời, vua Minh Dương ra đời và Đức Thầy trở lại. Cho nên nó là cái thời điểm đó thì sẽ có rồng phụng, rồi sẽ có những cái loài chim quý, nó cũng sẽ xuất hiện để mà nó chào mừng Phật Thánh. Cho nên là thì Nghĩa nghĩ rằng là cái thời điểm đó là Đức Thầy muốn nói là khi mà các ngài ra đời thì rất nhiều cũng có liên quan đến cái loài chim. Mà hôm nay là quý vị thấy con chim mà nào giờ nó ít có về, nhưng mà bây giờ nó về thì quý vị thấy rằng nó sẽ là một con chim này báo hiệu một cái điềm lành đó quý vị. Chứ nếu bình thường quý vị thấy thường thường mình không tin, không phải là ở đây nói về mê tín dị đoan, nhưng mà thật ra là vậy. Ví dụ ở nhà mà quý vị mà có con chim cú đi, nó bay về nhà mình, nó cất lên cái tiếng đó là hình như là ai cũng nói là xui, ai cũng nói là nó có điềm không tốt. Chim ó, chim này, chim nọ, những loài chim mà nó không lành nó đi về nó trước nhà mình. Thì bây giờ tôi nói quý vị, bây giờ ai mà nói mình không tin hay là mình như thế này thế kia, thì những con chim mà như chim cú rồi đó, nó đậu về trước nhà mình, nó gáy hoài, quý vị có đuổi nó đi hay không? Thì thường thường ông bà mình hồi xưa nói là mỗi lần mấy con chim cú rồi nó về nó đậu trước nhà mình, nó hú là này nọ, là có điềm mà không tốt trong nhà mình đó. Có thể là người trong nhà mình xao xáo, xào xáo, hay là có người bệnh, người chết gì đó. Thì ông bà mình hồi xưa hay nói như vậy, có nghĩa là thấy cái mặt của con chim cú nó buồn, mà nó có vẻ như nó sao đó, nó nhìn nó có vẻ như nó không được thiện. Cho nên đó là loài chim nó cũng có một cái gì đó nó là lạ, mà xưa nay ông bà mình để ý rất là nhiều về loài chim. Cho nên cái kinh nghiệm mà ông bà mình để lại đó là loài chim nó cũng có cái thánh linh nó rất là lạ. Thì giả sử mà trước nhà mình có một cái loài chim nào thật là đẹp, nó bay đến thì mình cũng nghĩ đây là cái điềm lành, cái điềm mà rất là tốt cho gia đình mình. Thì cho nên đó là cái loài chim mà nó trở về trong cái vùng đất An Giang thì cũng là một cái điềm mà mình thấy nó cũng rất là tốt. Chắc có một cái chuyện gì vui sẽ xảy ra đến với đất nước mình hay là vùng đất An Giang mình. Cho nên vùng đất, vùng thánh địa của Phật giáo Hòa Hảo mình ở vùng Bảy Núi đó, thì sau này sẽ có nhiều cái chuyện rất là hay. Thì không biết là cái chuyện mà đồ chim nó bay về lần này á, thì nó có cái điều gì hay không thì mọi người cũng hơi thắc mắc. Thì theo mình nghĩ thì con chim thì mình nhìn á quý vị, nó rất là đẹp và nó không có hung dữ, nó nhìn cái mặt nó rất là hiền. Cho nên thì theo mình nghĩ là đây là mình cứ tự tin lên đi, mình cứ nghĩ là sẽ có cái niềm vui đến. Có thể là dịch bệnh nó sẽ trống đi qua, hoặc là nó không có lan tràn ở cái vùng đất mà vùng đất nước Việt mình nữa, hay là nó sẽ sắp là có một cái chuyện vui là dịch nó sắp sẽ đẩy lùi, hay là cái chuyện gì nhân dân mình sẽ có những cái niềm vui mới về tâm linh, hay là có những cái bậc thánh nhân thì sắp xuất hiện, hoặc là nhân dân thái bình an lạc, rồi những cái điềm lành về tâm linh nó sẽ xảy ra trên đất nước mình. Thì mình cứ tin tưởng đi, thì mình thấy không phải là mê tín dị đoan gì cả, nhưng mà mình thấy cái điềm đó thì nó cũng là điềm tốt. Theo mình nghĩ nó cũng chẳng có gì ảnh hưởng, bởi vì nó là con chim đẹp mà lại hiền phúc hậu, mà xưa nay nhìn chưa bao giờ nó xuất hiện ở đây, thì bây giờ nó bay về đây thì mình nghĩ là có dấu hiệu vui, làm cho mọi người cảm thấy tin tưởng hơn vào cái tương lai. Có nghĩa là
Có người thì tin chắc thầy sắp trở về, thì có người thì tin là dịch bệnh sẽ sắp hết hay sao đây, hay là có người thì lại tin là chắc là cái chuyện gì đây về tâm linh nó sẽ xảy ra, có Phật Thánh gì sẽ xuất hiện trên cái vùng đất này để mà cứu dân độ thế. Có nhiều ý tưởng rất là hay, rất là tốt. Thì mình cũng tự tin, thì theo suy nghĩ rằng thì mình cứ thành tâm mình tu cái đã đi, trước mắt mình lo tu hành, làm điều lành, điều tốt, điều thiện, mình cứ làm theo như lời Đức Thầy dạy mình. Mình ráng mình tu hành hàng đêm hàng ngày, ăn chay niệm Phật và giúp thế độ đời, mình cũng cứ làm bình thường và có thể mình tinh tấn hơn nữa đi. Mình tin tưởng rằng sẽ có nhiều điều tốt đẹp sẽ mang đến cho đất nước Việt Nam mình. Đó là cái điều mà Thiện Nghĩa nghĩ rằng, dầu con chim này có xuất hiện hay là không xuất hiện thì mình vẫn một lòng một dạ để tiến tu, để đến cái điều mà an lạc trong cuộc sống này và trong cái tương lai. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì nói về các cái loài thú á quý vị, nó cũng có cái tánh linh rất là linh, chứ không phải là bình thường đâu. Mình thường thì mình không có chịu khó quan sát, mình không có đi sâu vào đời sống tâm linh của các cái loài thấp bé hơn mình. Nhưng mà Thiện Nghĩa thì rất là thích để nghiên cứu về cái đời sống động vật xung quanh thế giới chúng ta đó quý vị. Thiện Nghĩa hàng ngày thì rất là thích để nghiên cứu và theo dõi từng cái đời sống của những chủng loại khác nhau. Và hôm nay thì xoay quanh về vấn đề cái loài chim đó quý vị. Thì theo Thiện Nghĩa thấy là xưa nay cũng có rất nhiều cái loài chim nó rất là khôn, nó rất là có cái thánh linh rất là cao. Chẳng những loài chim mà có nhiều cái loài khác nữa quý vị, như loài cá đó quý vị. Ví dụ như giờ quý vị thấy những cái trận mà sóng thần ở Nhật Bản đó quý vị, hay là những cái trận sóng thần ở Indonesia đó, thì quý vị thấy là những cái loài cá đó nó nhảy tung tăng lên, nó nhảy sáng ở trên những vùng đất đó mà người ta không biết có chuyện gì mà cá nó nhảy tung tăng hết. Thì sau một thời gian chỉ có vài hôm thì sóng thần nó ập đến. Quý vị thấy không, nó là một con loài vật như vậy, nó cũng có cái tánh linh, nó cảm nhận cái đất trời như thế nào đó. Mình là loài người mà mình không có biết được những cái chuyện đó, mà nó đã biết trước đó quý vị. Nó biết trước có một cái chuyện gì không ổn, không lành nó xảy ra đến với xung quanh. Cho nên mỗi lần mà có những cái trận động đất sóng thần thì thường là những cái loài cá rồi đó, nó chạy tán lạc hết, nó nhảy tung tăng hết mà ta không biết chuyện gì xảy ra. Thì vài hôm sau thì có những trận động đất hay những cái trận mà gọi là sóng thần xảy ra. Thì đó là mình nói về cái loài cá đó quý vị. Nó rất là khôn, nó rất là có một cái tánh linh rất là cao. Nếu chúng ta có điều kiện mà nghiên cứu sâu về đời sống của các loài cá đó, nó có cái tánh giác của nó rất là lạ, mình cũng không hiểu hết được. Những loài cá heo, cá voi, cá ngừ, rồi tất cả các loài cá đều nó có tánh linh rất là cao. Còn thứ hai nữa thì Nghĩa thấy rằng quý vị thấy là những cái vùng mà mỗi khi mà có bão lụt này nọ là sắp tới nha, chưa đã tới là những cái loài rắn quý vị nó cũng đã leo lên cây, nó trốn, leo lên cây, biệt trên cây nó trốn. Thì mình biết là nó có cái điểm gì đó, nó có nghĩa là nước có thể năm nay nước cao gì đó, là các cái loài thú nó biết trước cái tánh linh nó cũng lạ quá, mình không hiểu được ha. Rồi tới cái động vật mà quý vị thấy những con kiến thôi, nội mình nói con kiến thôi là con động vật nhỏ bé nhất đó ha, mà nó cũng cảm nhận được cái trời đất xung quanh. Có nghĩa là mỗi lần quý vị thấy trời mà sắp mưa rồi, đó là kiến lửa nó bò ra, nhóc hết trơn nó bò ra ha. Rồi mình thấy là nó chạy lao nhau ngoài này, đó là ông bà mình hồi xưa nói là trời sắp mưa tới rồi đó. Hoặc là con chuồn chuồn mà nó bay lên cao trên đó, mình cũng biết là trời sẽ nắng quý vị. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay dừa thì râm đó quý vị. Thì có nghĩa là mình thấy những cái loài động vật xung quanh mình nó có cái tánh linh, cái tánh giác nó cũng rất là đặc biệt ha. Rồi quý vị thấy không, những con mối nó ở trong hang, trong cái ổ, cái tổ của nó đó, mà nó bay ra đầy trơn là mình biết trời cũng sắp mưa. Cho nên những cái hiện tượng mà các cái loài thú xung quanh mình nó có tánh linh rất là đặc biệt. Thì các cái loài chim cũng vậy quý vị. Từ xưa đến nay các cái loài chim nó rất là khôn ngoan. Hồi xưa nay nó có
có những cái loài chim mà nó có thể là đem thư là cho người chủ của mình, các cái triều đại nhà vua cũng đi huấn luyện những con chim đó, nó đem thư đều nó giao cho người này liên lạc với người kia. Đó là những con chim đó rất là hay, mà thậm chí người ta đưa vào trong cái huyền thoại, trong sách vở luôn. Có nghĩa là những bộ phim mà quý vị thấy phim mà thần thoại, những phim mà như Sinbad rồi đó quý vị, có những con chim nó rất là khôn, nó đi giao lưu, nó giao thư qua giao lại và nó tìm hiểu được cái đối phương, cái kẻ địch như thế nào nữa. Rồi nói chung là đưa vào những cái chuyện cổ tích như chuyện Tấm Cám rồi đó quý vị, cũng có con chim gọi là chim Hoàng Anh đó. Cho nên là nói về những cái loài chim thì nó thánh linh nó rất là cao, và nó cảm nhận được cái tình thương của mình dành cho nó như thế nào, và nó dành với mình như thế nào nữa. Thì gần đây thì Nghĩa thấy là có cái loài chim đó quý vị, con cu á, chim cu ở ngoài nó là chim nó rất là sợ người ta, nhưng mà do đồng đạo mình á là ở bên Thốt Nốt đó hàng ngày cho nó ăn đó, nó bu lại, và thậm chí bữa đó là ổng đưa cái gạo lên trên tay mà nó nhảy lên nó ăn đó, thì thấy rất là dễ thương, rất là lạ luôn á. Loài chim đó là đúng ra nó rất là sợ người ta, nhưng mà sao cái tình thương của mình dành cho nó cũng cảm nhận được. Thì Nghĩa bắt chước làm thử coi nó ăn hay không, nhưng mà sau vài hôm thì Nghĩa cũng để nắm gạo lên thì nó cũng bay lên ăn. Cho nên thì Nghĩa thấy rằng cái tình thương của mình mà xuất phát với nó lòng chân thật đó quý vị, thì con vật nó cảm nhận được, và nó có một cái cảm nhận rất là đặc biệt, tinh tế lắm. Cho nên đây là chuyện sự thật nha. Thì Nghĩa nói là hiện giờ con chim nó vẫn còn, chim cu nó vẫn còn, và mình vẫn cho ăn nó hàng ngày, nó cũng vẫn biết chuyện đó. Còn nói về ví dụ như con rùa rồi đó quý vị, nó còn linh nữa, nó có thánh linh rất đặc biệt, nó đi bao nhiêu năm nó vẫn trở về. Nó có nghĩa là những con loài mà vật đó nó mình thả nó đi rồi mình khắc tên đó là bao nhiêu năm nó có thể trở về, nó biết cái tình thương mình dành cho nó như vậy đó quý vị.